Hello anh em, trước khi bước vào video hôm nay mình sẽ vào video hôm trước để quay thưởng cho anh em mỗi bạn 10k. Mình sẽ quay cho hai bạn. Bạn đầu tiên là bạn Đức Anh Hoàng ở server 11. Chúc anh một ngày vui vẻ. Ok em, chúc em một ngày vui vẻ luôn nha. Bạn thứ hai là bạn Di ở server 1. Chúc mừng hai bạn. Hai bạn hãy nhắn tin qua số điện thoại mình để dưới phần mô tả để nhận được phần thưởng sớm nhất nha. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh cũng như là một lượt chia sẻ để cho nhiều người biết tới kênh của mình hơn nha anh em. Comment ở dưới video của mình tên ID server mình đang chơi kèm theo một ý tưởng làm video hoặc là một lời chúc gì đó để có thể trở thành một trong hai người may mắn nhận được 10k từ mình nha. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tân Hưng Gaming. Và sau đây là một video vô cùng chất lượng. Chúng ta sẽ đến với khu bên hội để có thể kiếm được item cấp 2. Ê, ngầu quá, giống như là đàn em ở phía sau mày. Hello anh em và chào mừng anh em đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn anh em đi đến một cái khu vực mà hầu như anh em chúng ta ít biết tới và mình cũng chưa làm video về cái khu vực này bao giờ. Đó là đi vào khu vực băng hội và khiêu chiến boss băng hội nha anh em. Cái con boss băng hội này anh em chỉ khiêu chiến được vào ngày thứ bảy và chủ nhật thôi. Những ngày trong tuần thì không thể khiêu chiến được nhá. Khi mà anh em đánh thắng được con boss băng hội này thì anh em có thể nhận được item cấp 2 cùng nộ bổ huyết giáp sơn ẩn danh mục khí. Đấy, 5 loại item đó nha anh em, mà là level 2 chứ không phải là cuồng nộ thường. Những cái cuồng nộ level 2 này hoặc là bổ huyết hoặc là giáp sơn thì nó khác với cái thường, là cái cuồng nộ cấp 1 thì nó chỉ tăng 100% sức đánh gốc thôi, còn cuồng nộ cấp 2 là tăng lên được 120% sức đánh gốc nha anh em. Là cái level 2 là nó sẽ tăng thêm được 20% nữa. Hôm nay thì mình sẽ đi và mình làm video cho anh em xem cách mà để có được item cấp 2 cực kỳ dễ dàng. Và những con ạc mà mình cầm theo ngày hôm nay đó là một vàng ạc Namết nha anh em. Vàng ạc Namết nói chung là cũng bình thường thôi, 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, nói chung là sức mạnh nào cũng có hết anh em ạ. Mày có biết đi cái này không? Mày làm gì biết? Tao không biết, chơi đi. Mày không có kinh nghiệm. Đúng, chơi đi. Đầu tiên mà để mà anh em đến với khu vực boss thì anh em phải vào khu vực ban hội, anh em bấm vào cái con gì đây, Yuma đầu bò này và bấm khiêu chiến boss. Đúng má, bố của Son Goku của mày. Bố Son Goku á? Ủa, bố vợ đúng không? Tao không nhớ nữa. Bà, hình như là ông dưới hay sao á. Tao cũng không biết. Xuống ông dưới thì ông dưới khác ông này không? Xuống ông dưới đi. Ông dưới như khác ông này. Phải không? Ủa, làm gì có ông đâu? Dưới? Ông đâu? Tao chưa đủ sức mạnh để thấy ông rồi. À vậy hả? Tiếp. Mà... Không, nhưng mà ông Mân Ngưu Ma Vương là bố Son Goku đó, không biết phải ông này không đâu. Nói chung là khiêu chiến boss đi, như lúc đầu mình cũng đã nói rồi, cái này chỉ mở cửa vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thôi nha anh em, miễn phí. Đâu, mấy anh kẹt kia đâu? Chưa, nói cái đã. Mỗi BT thì anh em chỉ khiêu chiến boss được một lần thôi nha. Và có con boss này, trước khi đánh thì mình sẽ review cho anh em. Con boss này 300, lộn 30 triệu anh em ạ. Boss tên gì? Boss tên là... Boss dùng skill trưởng cặp Masinko. Mẹ mày, mày nói đi. Mình đã cho hết vàng đánh thường không vậy? Đánh thường mà, có phải con đánh thường ấy. Không đánh liên hoàn. Đây, mình đã cho hết vàng ạc của mình vào đánh cái con boss này rồi nha anh em, phi dê đại ca. Mình sẽ lấy ạc thời gian chính của mình, đó là Swat Luga. Đây, con ạc huyền thoại, mình làm mấy cái video mở đệ tử Masinko cho anh em xem. Vàng Namết tuy là nó không được VIP nhưng mà đam cái con này thì nó cũng khá là ok nha. Bởi vì con boss này nó chỉ có 30 triệu máu thôi. Thêm một con Saiyan của mình trói nó là đam cực kỳ phê luôn. Nên là anh em nào mà muốn lấy item cấp 2 á, thì anh em chỉ cần một vàng Namết đam bình thường thôi. Và hai con ạc trói hoặc là một con ạc gì đó cũng được. Vàng Namết đam bình thường thôi. Bỏ ra gần triệu để mua vàng Namết. Chưa tính tới đi ở bên đường không báo mình thường ơi. Mấy con ạc nó mới chỉ cần full sức đánh gốc thôi nha anh em, là anh em có thể chơi được rồi. Vào đây và chơi thứ bảy chủ nhật hàng tuần, anh em vào trong cái khiêu chiến boss đăng hội này để anh em có thể lấy được cái item cấp 2. Item cấp 2 thì anh em có thể sử dụng cho những con ạc chính của anh em, như đi ngọc rồng sao đen chẳng hạn, hoặc là đi săn boss dùng cho Namết. Thời gian mà khiêu chiến boss đăng hội này thì là 30 phút nha anh em. Mình đã đánh được 4 phút rồi mà con boss này nó còn tới 4 triệu mấy máu, 4 triệu rưỡi máu nữa. Xong đợt trói này thì mình nghĩ nó sẽ chết. Ủa, con mấy hạt Namết kia nó nhảy lung ta lung tung thế nhờ. Do mày chối, nó dí theo con boss nó gì. Phải đậu mấy. Rồi, chối chưa xong kìa. Mấy ngàn này hết kỳ hết rồi anh em ạ. Chối trước đi. Chưa. Không có kỳ sao chối. Sao chết rồi, chối gì nữa. Đấy, con boss chết rồi nha anh em. Và anh em thấy không, thấy gì không?
quá trời item luôn. Đây, đây là item cấp 2 và những cái cải trang phi che ba la ba la ba la. Đây là khác nhạc, nói nữa dữ vậy. À quên, mình quên nhạc anh em ạ. Nhạc. Nhạc. Mẹ. Nhạc. Ủa. Nói đây là khác, full rương, full rương. 13 giây kìa, full dương. Ủa. Ủa. À, ê, chưa. Không có hạt nào full rương nữa nè ba. Để thông báo mà. Vậy sao mày không nhạc? Sao mày nói full rương? Thì vì có hạt nào nhạc đâu. Có hạt nào full rương đâu. Phế quá lời. Đi. Mình sẽ rồi coi như cái đó là xé nháp bỏ qua đi nha anh em. Rồi sao nữa? Mình cũng lần đầu mình đi cho nên là mình hơi ngấu ngơ một xíu. Mày lần hai rồi. Lần đầu, lần trước là thằng Thỏ nó cầm vàng nam hết nó lụm, tao chỉ cầm trói thôi. Tao nên tao trói có kinh nghiệm mày thấy không? Tao đó cầm cái vàng này đâu. Phế quá luôn. Review cho anh em cái kẻ trang Bia 12% sức đánh 6 ngày. Đi mẹ. Đây là bổ huyết cấp 2 nha anh em, bổ huyết cấp 2 tăng 120% HP trong 10 phút. Anh em có thể dùng cái bổ huyết này để đi ngọc rồng đen cho ngạc HP 300k máu. Cái siêu chiến boss này thì anh em có thể đi nhiều lần cũng được nha. Lần đầu thì là miễn phí, còn mấy cái lần sau thì tốn 100 ngọc nha anh em. À, không, lần đầu miễn phí, lần tiếp theo là 100 ngọc và lần tiếp theo nữa thì tốn bao nhiêu ngọc thì mình không biết nha. Mình test luôn đi. Miễn phí xong cái mình rời luôn rồi anh em ạ. Mình vừa mới cho hết tất cả những con hạt hồi nãy vào BT mới và bây giờ chuẩn bị đi lần thứ hai nha anh em. Và rút kinh nghiệm lần thứ nhất thì mình đã mua full bộ thu hút cho mấy cái con hạt này mình cầm rồi. À, và chiến gà nó sẽ on một nửa và mình sẽ on một nửa. Mình sẽ không on hết như hồi nãy thì mình không xử lý kịp anh em ạ. On nhiều hạt quá, nó không, nó cứ nhặt vật phẩm của người khác ấy. À, khi mà anh em đánh quick boss thì chỉ có 13 giây để anh em nhặt vật phẩm thôi. Anh em nhặt không kịp thì nó sẽ tự đẩy ra ngoài. Nên là mình quyết định mình mua bộ thu hút luôn để nó hút vật phẩm của mình vào, không phải nhặt vật phẩm của người khác. À mình tỉnh à, coi ạc nào. Ạc nào chết nhặt vàng hết, đi. Hết cái gì ta? Hết trói. Hết trói. Hỏi lò. Hết kệ mày. Một ạc bị mất kết nối rồi. Không sao. Vô được, chưa được. Trói tiếp nè. À, được rồi. Được. Ngoạc mất kết nối rồi anh em ạ. Lần này thì đi nhanh hơn lần trước đấy. Mới có 28 phút mà cái con boss này đã xuống 10 triệu rồi. Có tao là nó phải khác. Mày phế quá đi. Anh em nào mà muốn có item cấp 2 xài, item cấp 2 nó còn vip hơn item cấp 1 anh em ạ. Nên là... Rất là như thế rồi. Anh em chỉ cần làm như mình thôi. Đấy, anh em bấm vào khu vực ban thoại, anh em bấm vào cái con này chiêu chiến boss là anh em cầm vài con nam hết với cầm một ạt trói vô là anh em có thể đam được thôi. Anh em còn phải mua thêm cái bộ thu hút nữa để cho nó tự hút vật phẩm của mình đánh rơi ra, chứ không mà nó lụm của người khác mất thời gian anh em ạ. Ơ trói chị đây. Ơ trói rồi, trói. À được. Tụi vãi liền. Vãi cái trưởng thì chứ tưởng nó to rồi, cứ tưởng là to mà không trói được anh em ạ. Rồi, hết lần rồi. Trói là xong rồi. Nhặt. Đó, mấy con hạt của tao nó tự nhặt kìa. Mấy con hạt của tao tự nhặt. À, không phải là 13 giây đâu nha anh em. Mày thấy có tao là nhanh chưa? Khùng, 4 con hạt tao cầm nó đều mua thu hút cho nên là nó mới nhanh á. Tao đâu mua bùi gì đâu. Mẹ đó. Khi mà anh em đã xong bó thì có 30 giây lần nha anh em. Hồi nãy mình nói nhầm là 13 giây. Tại lúc nãy mình thấy có 13 giây thôi. Má ba cái chân phi dê bỏ đây làm cái lộn gì nha. Ừ. Kẻ trang phi dê. Đi mua một vàng phi dê. Kẻ trang phi dê khá là đỉnh luôn ấy. 12% sức đánh này anh em ạ. Nếu mà anh em muốn không có kẻ trang xài cái này tạp cũng được. Ừ. Các bạn phải có đủ mấy ngày chói tầm 40 tỷ vô để chói mới được. Ừ. Anh em phải có ạc trói không cần VIP đâu. Ạc của mình chùa gà đang có 3 tỷ 7 thôi anh em ạ. Anh ta được một giáp sên, một cuồng nọ nè. Một vũ khí à. Thì mày vũ khí đâu ta? Một giáp sơn, ba ẩn danh, một vũ khí. Ủa? Một vũ khí. Đúng rồi, là một vũ khí à? Bốn vũ khí nha, bên này được 4 vũ khí. Anh em mình vừa mới tạo một cái BT mới và chuẩn bị đi lần 3 nha anh em. Tiếp nào. Tiếp. Vô ạ. Trói xịt rồi. Cứu tao. Trói xịt rồi. Phế phải liền. Chết rồi. Chiến ơi. Phế cũng má phế. Hồi sinh nè. Ồ. Hồi sinh đi. Để tao hồi sinh. Chết mẹ hả người. Hết trói chưa? Chết mẹ. Hết trói chưa? Chết mẹ. Hết trói không quan trọng nữa hơn à.
À, đánh không được. Đánh có một máu hơn rồi. Phải xuống sức đánh cơ. Cái được rồi. Mẹ tôi dễ ăn hay người đéo ăn được. Thằng sao đổ tao mày chơi chung lúc kìa, đổ mới chuẩn bị nó nhả chói nè. Được, Ăn được. ăn được. Chói đi, tao đánh vô. Ok. Tao chói nè, mày đánh đi. Tao Mày đánh đi. Lùi gà đâu đánh đi, ngõ đâu đánh đi. lỗi chỉ rồi à, lên rồi. Ung phát khỉ dữ à, ăn được. Mày đánh cái bộ máu à. Tao hết chơi. Tao hết chơi. Hết đi. Hết rồi. Đánh đi. Đây đây đây. Hết chơi hu, hết chơi hu. Chưa còn 8 giây. Đánh được 28 phút, 1 phút giết 1 triệu thôi, không sao. Có vẻ hơi lâu ạ. Không sao, không sao, không Hết sao. hết 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 Chơi. Chơi chơi. Hợp lý mà, đồ có mấy bạn này đứng này hồi sinh hợp lý á. Hết chơi, hết chơi. trời Hết trời chơi. Được 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 được, đủ 27 phút mà còn 26 triệu được á. Đứng hồi sinh đi, nào có đam thì đánh thôi. đánh có được còn có đam đánh được. Hết trói, hết trói, hết trói, Ôi trời, ôi trời. Trời. trói Đánh. Rồi. Khỉ mày lâu vậy. đồ khi năm mà. Hết trói Hợp chưa, hết trói thể chưa. vô. Hợp thể vô. Hết chơi, hết chơi, hết chơi. Hết chơi. Trói, 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 trói. Rồi, đủ hợp thể cho đám to phải liền. Đánh được hai mấy ca kìa. À, chưa có nhắc lên tập 2. Trời ơi, 50k. Ngon. Hết trói chưa, hết trói chưa. Hết chơi, hết chơi, hết chơi. Trói, 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 trói rồi, trói rồi. Hết rồi, Rồi trói rồi. rồi. Được, anh em mình làm được. Làm được. Làm được, làm được. Làm được, làm được. Quá liền. Hết chơi, hết chơi, hết chơi, chơi. Gì vậy? Rồi rồi, không sao, hồi sinh, hồi sinh, hồi sinh, khỏi lo. Hết chơi, hết chơi, Sống quên nối. nhìn. Sống nối. Quên nhìn. Đủ. Có hồi sinh, có hồi sinh. Chốt lại là anh em là ecu vẫn chơi được nha, Ờ chỉ chắc còn hai chỗ năm chỉ có thôi, thầy full cỡ sức đánh năm gốc là thôi anh được. em ạ. Chơi được, chơi full được nha full anh sức em. đánh gốc là được. Full sức đánh gốc giới hạn 7 tỷ là được, Đúng 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 đúng. người một ca đó. Ấy, hết trơn không đó mày. Ê, hết chơi, hết chơi. Phải cứ Tao lo ăn miếng gà đúng quá. cứ tưởng nó là mấy ạ, 200 triệu cùi cùi vô chơi được để Hay test thử rồi, cho anh hay em rồi. Tao có khỉ rồi. xem. Nhưng mà mấy con gà cùi cùi thì không đánh được đâu nha anh em. Mấy con gà này anh em phải full sức đánh 11k, giới hạn 17 tỷ. Trời ơi, quá là bụng vàng. Xong, lấm đi, lấm đi. Lấm. Lấm đi, lấm đi. Rất khó trời cho Anh lấm em. đi. Sau ba màn đi khá là cồng kềnh thì hiện tại mình không thể tổng cái lượng item sau 3 lần đi được, bởi vì cái mấy cái item cấp 2 này không thể giao dịch được, chỉ có ký gửi vàng được thôi nha anh em. Mình chưa thể tổng hết được cho anh em xem. Mình ước lượng đâu đó khoảng tầm 4 5 cái vũ khí cấp 2 và 4 5 cái cuồng nộ gì đó, còn vũ khí ẩn danh này kia thì mình vứt đi, mình đừng tính mấy cái đó thì cũng không sử dụng.